chào bạn. Đây là Quincy. Quincy lúc này là buổi sáng. Như thường lệ thì tôi dùng cái phone tai của mình để đi săn hình, tìm ý và kể câu chuyện buổi sáng. Hôm qua tôi đã cắt xong cái bãi cỏ sau nhà. Sáng nay lúc này trời nắng tốt, tôi sẽ đẩy xe lawn mower ra cắt cái bãi trước. Và đó là câu chuyện sáng nay của tôi. Đây là cái nhạc hò. Đây là cái xe lawn mower dùng để cắt cỏ các cái sân vườn. Và đây là cây trimmer dùng để tỉa xén các cái cây cỏ cao dọc theo các cái bờ. Nó chạy bằng pin sạc, loại pin lithium, nếu là xài hết thì ta lại tiếp tục sạc. Cầm bấm nút rồi mới mở điện. Bây giờ tôi sẽ đẩy các thứ này ra ở bên ngoài và chuẩn bị cho câu chuyện kể sáng nay của mình. Tôi là người thích kể chuyện, thích tìm hình, tìm ý tưởng trong đầu của mình và kể ra thành những câu chuyện. Câu chuyện cho tôi đặt tinh khí thần vào trong cảnh sắc. Tôi sẽ đẩy xe ra ngoài và tiếp tục câu chuyện của mình. Đây là cái xe lawn mover và trên đó là cái cây trimmer. Tôi sử dụng cái xe này để cắt bằng hai bãi cỏ ở trước sân nhà. Đây là các bãi cỏ ở trước nhà. Cỏ đã lên cao và lúc này thì tôi sẽ đi cắt sạch các cái đám cỏ dọc theo cái bờ. Tôi sẽ dùng cái cây trim để làm sạch các cái cỏ mọc dọc theo các cái bờ.
chúng ta nhìn thấy cỏ lên rất cao. Sau khi cắt thì chúng ta sẽ có những bãi cỏ rất đẹp. Ở trước sân nhà thì chúng ta có những bụi hoa rất đẹp. Đây là bụi hoa Đỗ Uyên. Trước nhà thì chúng ta có cái bụi cây Trường Xuân Viên Mãn và một cái cây Maple, cây phong lá nâu. Hôm nay trời lặng gió, do đó cây im lìm. Lắng nghe bạn sẽ nghe tiếng chim kêu trong các bụi cây. Đây là cái bàn mà tôi dùng để đặt cái phone tai và từ đó ghi hình để tạo ra các câu chuyện. Bây giờ thì tôi sẽ đi tìm cỏ ở các cái bờ. Cỏ trên các cái bờ thì xe lawn mover không cắt tới, do đó chúng ta phải dùng máy trịp. Máy trim hoạt động theo nguyên lý là ở đây có một cái khoanh nhợ và nó dùng cái râu nhợ này, cái sợi gân này quay ở tốc độ cao tạo ra cái độ bén và cắt đứt các cái cỏ. Để an toàn thì người ta dùng công tắc double, tức là chúng ta phải bấm lúc này vô để mở cò, lúc đó chúng ta mới có thể bóp được. Và chúng ta quơ qua quơ lại
bãi cỏ lớn thì chúng ta sẽ dùng xe cắt cỏ, kêu là lawn mover. Bây giờ thì tôi dùng đến xe cắt cỏ. Lúc này ở Quincy là buổi sáng. Hôm nay trời nắng chói chang. Bạn có thể nhìn thấy ánh nắng xuyên qua các chiếc lá màu nâu của cây phong ở trước nhà. Đây là cây phong lá nâu. Cây có dáng vẻ rất đẹp. Màu lá gợi cho chúng ta nhớ màu nâu của Đức Phật, màu nâu của từ bi hỷ xả. Và lúc này tôi sẽ dùng cái xe cắt cỏ lawn mover để cắt bằng hai bãi cỏ ở trước nhà của mình. Bạn thấy chim kiều ríu rít. Tôi sẽ khởi động máy. Trước hết sẽ cắt bằng cái bãi cỏ này. Nắng còn nơi đâu, xin đến xóa tan đêm sâu. Có hàng mưa bay vương mãn trên bờ mi đây là những đường cắt tôi sẽ tiếp tục để cắt bằng bỏ trên cái sân này. Cơn mưa là sao đến bên dòng đời thì thào, ta về nghe mưa khá khao. Bao năm qua đi ngỡ như mộng về thăm thì giọt mưa rơi rơi ướt mi. Ngày xưa có nhau trong đời là đôi cánh chim tung trời ước mơ, ôi sao đầy vơi. Yeah.
dấu trái tim tôi tình. Trên cái bàn di động này để lại trong cõi thiên thu hình dáng và ghi hình để tạo ra câu chuyện. Bạn nhìn thấy bãi cỏ lốm chốm lên cao, tôi chỉ đẩy xe đi qua một vòng là sẽ có bãi cỏ bằng phẳng rất đẹp. Bây giờ trước tiên thì tôi sẽ bỏ cỏ trong cái túi ở trên xe vào trong bao rác. Đây là xe cắt cỏ. Cỏ được cắt và dồn vào cái bao rác ở gắn ở phía sau. Bây giờ tôi sẽ lấy ra ra khỏi cái bao này. Lấy cỏ ra khỏi cái bao này trước khi cắt cái bãi cỏ biển khơi. Đêm chờ ánh sáng, mưa đòi cơn nắng, mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần. Con sông là thuyền, mây xa là buồm, từng giọt sương thu hết mênh mông. Những giọt mưa, những nụ hoa hẹn hò gặp nhau chờ
trời xanh mãi những nụ mầm mới để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười. Trời nắng bạn thấy cỏ được cắt rất đều. Lúc này tôi sẽ tiếp tục cắt hết cái bãi cỏ ở mé hông nhà. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ lần nữa thì tôi sẽ cất xe và kết thúc câu chuyện đến đây. Nói câu quen miệng, Quý Sì chào bạn, hẹn gặp lại.